Huyền rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin sáng ngày 27 tháng 5. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin chính đáng chú ý như sau. Việt Nam có 4 doanh nghiệp vào top 2.000 công ty lớn nhất thế giới. Chính phủ chốt phương án đầu tư cao tốc Bắc Nam. Khai mạc ngày hội điện toán đám mây Cloud Edge lần 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực vị tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000 gồm các công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới. Đáng chú ý trong danh sách này có 4 doanh nghiệp Việt Nam. Danh sách Global 2000 của Forbes được xác định dựa trên 4 tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Năm nay Việt Nam có 4 doanh nghiệp vào danh sách này, gồm Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Công ty sữa Việt Nam Vinamilk. Ba nhà băng trên đã vào danh sách này từ năm 2015, trong khi đó Vinamilk lần đầu góp mặt. Top 10 trong danh sách chủ yếu là các ngân hàng lớn của Mỹ, Trung Quốc và các đại gia công nghệ và ô tô trên thế giới. Đứng đầu danh sách là Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC. Vào ngày 25 tháng 5, Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Theo đó, thì Thủ tướng thống nhất phương án 1 theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, phương án 1 của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây dựng mới và mở rộng 684 km đường cao tốc trong giai đoạn 1 đến năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 140.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng công trình, còn lại là vốn xã hội hóa. Giai đoạn 2 từ 2023 đến 2028 sẽ xây dựng 688 km, tổng mức đầu tư dự kiến 103.000 tỷ đồng. Giai đoạn 3 có tổng vốn đầu tư hơn 69.000 tỷ đồng, hoàn thành các đoạn còn lại trước năm 2030. Thủ tướng yêu cầu công tác phân kỳ đầu tư phải được tính toán theo từng giai đoạn, phù hợp với lưu lượng phương tiện phát triển trên thực tế. Tuy nhiên, cần thực hiện cắm mốc lộ giới để quản lý quỹ đất theo quy hoạch. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phát triển đường cao tốc, bảo đảm có tầm nhìn dài hạn, yêu cầu đặt ra là phải hình thành tuyến cao tốc qua 20 tỉnh thành, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển nhằm phát triển kinh tế xã hội những khu vực có đường cao tốc chạy qua nói riêng và cả nước nói chung, giảm thiểu áp lực và khai thác có hiệu quả hơn tuyến quốc lộ 1. Thủ tướng cũng yêu cầu việc giải phóng mặt bằng cần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tại các địa phương trong tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và kịp thời. Hệ thống quản lý giám sát khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ sẽ được xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành độc lập với các hệ thống quản lý thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ của các nhà đầu tư BT. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho xây dựng hệ thống quản lý giám sát khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ nhằm kiểm soát chặt chẽ thời gian hoàn vốn của dự án BOT, minh bạch hóa doanh thu, chi phí của dự án để cơ quan quản lý nhà nước chủ động trong việc quản lý và cung cấp đầy đủ thông tin tới người dân. Theo đó, hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành độc lập với các hệ thống quản lý thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ của các nhà đầu tư BOT. Các dữ liệu như lưu lượng, chủng loại xe sẽ được truyền từ các trạm thu phí về trung tâm. Ngoài ra, hệ thống cũng tự động thu thập và kiểm chứng dữ liệu thu phí từ các trạm thu phí đường bộ, giảm thiểu tối đa quá trình hậu kiểm cả về thời gian và nhân lực. Tổng mức đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ dự kiến khoảng 12,9 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ tháng 7 năm 2017. Thực vị Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức làm lễ tiến hành khoan đường ngầm metro đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, đường ngầm tuyến metro số 1, nối liền Suối Tiên Bến Thành. Theo đại diện Ban Quản lý thì dự án đã được tính toán cẩn thận về an toàn cho người lao động và cả các công trình trên đất. Đoạn ngầm của tuyến metro số 1 đi từ ga Ba Son đến ga Nhà hát Thành phố gồm hai ống hầm với chiều dài 781 m. Việc khoan đào được tiến hành bằng công nghệ khiên đào TBM có khả năng vừa khoan đào, vừa vận chuyển bùn đất ra bên ngoài và lắp ghép vỏ hầm. Dự kiến, mỗi ngày robot khoan được 12 mét hầm và sẽ đến đích vào tháng 12/2017. Sau đó, robot TBM sẽ được tháo dỡ và vận chuyển trở lại ga Ba Son để tiếp tục khoan ống hầm còn lại. Dự kiến, ống hầm thứ hai sẽ được hoàn thành vào tháng 6/2018. Có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến đại diện chính phủ Nhật Bản, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và các nhà thầu đã hoàn thành dự án an toàn và đạt chất lượng yêu cầu. Trong thời gian còn lại của công trình, ông yêu cầu phía Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tiếp tục phối hợp với các nhà thầu, đảm bảo an toàn lao động trong toàn bộ quá trình thi công. Nhân dịp này, đề nghị Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công đạt chất lượng, hiệu quả nhằm đẩy mạnh nhanh việc xây dựng gói thầu này và các gói thầu còn lại của dự án xây dựng tuyến đường sắt số 1, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan. Và đặc biệt phải đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối trong quá trình thi công, phấn đấu
đưa công trình này đi vào vận hành khai thác vào năm 2020, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố. Trước đó, trong cuộc họp báo cập nhật tiến độ metro với báo chí, đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cho biết đã xây dựng an toàn lao động thành văn hóa mỗi kỹ sư, công nhân thi công trên công trường. Riêng với độ an toàn của các công trình hạ tầng trên mặt đất, nơi mà đường hầm đi qua, Ban Quản lý cho biết cũng đã có những tính toán rất chi tiết. Theo đó, đoạn ngầm tuyến metro số 1 được thiết kế đi giữa lòng đường, chứ không đi dưới nhà dân, nên quá trình thi công khá thuận lợi. Tuy nhiên, hiện Ban Quản lý đã cho lắp đặt hệ thống quan trắc sụt lún trên toàn bộ tuyến đường, nơi đường hầm đi qua. Đồng thời, phía nhà thầu đã phối hợp với đơn vị bảo hiểm khảo sát, chụp ảnh ghi nhận hiện trạng và lập biên bản với tất cả các hộ dân, tổ chức đơn vị dọc hai bên tuyến đường hầm đi qua. Thì trong trường hợp trong quá trình thi công có gây ra cái việc nứt sụt lún thì cái đơn vị bảo hiểm của nhà thầu, bảo hiểm thì sẽ đánh giá thẩm định và bồi thường tiền thiệt hại cho người dân. Thì cái này thì mình cũng trong xin phút gì đó còn một liên tiếp là chúng tôi cũng đã làm, cũng như các anh chị cũng đã thông tin như vừa qua, một số các hộ dân khu vực phường 22 quận Bình Thạnh mà thông tin các công tác xã Việt Nam cũng rất khó khăn, thì chúng tôi đã khảo sát và có bồi thường thiệt hại hầu hết các hộ dân nếu mà tuyến metro số 1 đi từ Bến Thành đến Suối Tiên với tổng chiều dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao. Tổng mức đầu tư dự án là 2,49 tỷ đô la Mỹ, tức hơn 47.000 tỷ đồng. Vào sáng ngày 26 tháng 5, ngày hội điện toán đám mây CloudX lần thứ 7 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp điện toán đám mây. Điểm mới của chương trình năm nay chính là sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp startup trong lĩnh vực này. Trong khuôn khổ chương trình thì Ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp ICT Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức ra mắt. Các doanh nghiệp startup tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp ICT sẽ được hỗ trợ 5 nguồn lực chính bao gồm hạ tầng điện toán đám mây, không gian làm việc, vốn đầu tư, truyền thông và cộng đồng khởi nghiệp các vườn ươm. Theo đó, để những hỗ trợ thiết thực hơn, Ban điều hành dự kiến sẽ tập hợp và phát triển đội ngũ mentor nhằm hỗ trợ cho 100 đến 200 dự án khởi nghiệp. Đánh giá về tiềm năng các startup trong lĩnh vực này, đại diện ban tổ chức ngày hội Cloud 8 nhận định cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự tích hợp giữa tin học, cơ khí và tự động hóa gắn kết chặt chẽ không thể tách rời với công nghệ thông tin. Làn sóng này là cơ hội lớn cho tất cả các doanh nghiệp nói chung và startup nói riêng. Tuy nhiên, hiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sự tham gia đóng góp từ các nhóm khởi nghiệp trẻ đa phần xoay quanh phát triển phần mềm và ứng dụng, nên cơ hội tham gia được vào các dự án lớn là rất thấp. Do đó, các nhóm khởi nghiệp nên liên kết với các doanh nghiệp lớn như những vệ tinh tạo thành hệ sinh thái cung ứng các giải pháp trong giao thông, môi trường và công nghệ cao. Tôi rất là vui mừng là được chia sẻ cái nguồn lực của các doanh nghiệp trong cái cộng đồng điện toán đám mây cho khối khởi nghiệp, các khối khởi nghiệp công nghệ thì hầu hết là sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, và điện toán đám mây là một cái giải pháp tốt giúp cho các em có thể là hiện thực hóa các ý tưởng của mình trên thương mại điện tử, trên cái nền internet, và chúng tôi đang có nhiều gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian sắp tới. Cũng tại ngày hội, một số ứng dụng nổi bật cũng được trình diễn như ứng dụng bảo vệ sức khỏe eDoctor, ứng dụng quản lý bán lẻ eSale, ứng dụng nhà thông minh Taco. Thì hiện nay công ty EMA của chúng tôi đang triển khai các sản phẩm như là viết ứng dụng trên hệ điều hành Android, iOS, thì những cái ứng dụng đó nó thường sẽ áp dụng cho vấn đề quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp, rồi quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, một số các quản lý ví dụ như là báo cáo, thống kê thì họ cũng áp dụng sử dụng app để mà họ yêu nhờm đó. Và đặc biệt là cái việc mà họ muốn sử dụng ứng dụng để mà tương tác với những cái khách hàng và khách hàng tiềm năng của họ trong tương lai. Thì cái việc đó mà viết những cái ứng dụng nó thì rất là tốt. Trong khuôn khổ chương trình, Ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp ICT Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức ra mắt. Trong mục mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 87 triệu euro. Đây là số tiền Liên minh châu Âu EU và cơ quan phát triển Pháp AFD dự kiến tài trợ cho Việt Nam để chống xói mòn bờ biển do biến đổi khí hậu. Quyết định được EU và AFD đưa ra tại hội thảo xói mòn bờ biển ở Việt Nam, Liên minh châu Âu và Pháp giúp nghiên cứu và thảo luận về nguyên nhân và các biện pháp bảo vệ bờ biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra mới đây. Trước đó, thì hai cơ quan này đã hỗ trợ thực hiện 3 nghiên cứu khoa học về vấn đề xói mòn bờ biển ở Việt Nam. Các nghiên cứu đã xem xét nguyên nhân cơ chế gây xói mòn, thiết lập một cơ sở khoa học để quản lý tổng hợp các vùng ven biển và đề xuất biện pháp bảo vệ các vùng ven biển Việt Nam, trong đó có bãi biển Hội An. Từ khuyến nghị của các nghiên cứu này, thì EU và AFD đã quyết định tài trợ cho Việt Nam 87 triệu euro
để chống biến đổi khí hậu. Đại diện AFD cho biết khoản tài trợ này sẽ giúp cải thiện khả năng phục hồi của Việt Nam đối với biến đổi khí hậu, kiểm soát bền vững nguy cơ lũ lụt, bảo vệ bờ biển khỏi sói lở hoặc phục hồi rừng ngập mặn ven biển và nhiều vấn đề khác. Và phần tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đến tháng 3 2018. Xung đột giữa quân đội và binh lính IS tại Philippines, hàng trăm dân thường phải sơ tán.